Kim Jae-jung JYG kể chuyện bị fan cuồng quấy rối suốt hàng chục năm qua khiến netizen bàng hoàng. Mới đây, trang Sungbi có bài viết về nam idol Kim Jae-jung của nhóm JYG khi tham gia chương trình Late Night Studio. Tại đây, nam ca sĩ chia sẻ những trải nghiệm khủng khiếp bị fan cuồng bám đuôi suốt 12 năm khiến netizen lạnh người. Cụ thể, Kim Jae-jung chia sẻ, có những người theo dõi tôi mỗi ngày, mọi nơi, mọi lúc. Họ đến tổ ấm của tôi như thể đó là chuyện vô cùng bình thường. Một ngày nọ tôi đột nhiên nhận được tin nhắn từ người lạ, đính kèm một số bức ảnh chụp phòng khách, phòng ngủ nhà bếp nhà tôi. Thậm chí có cả tôi trong bức ảnh, họ lặng lẽ vào nhà, chụp ảnh và bỏ đi mà tôi không hề hay biết. Điều này khiến tôi sợ hãi và quyết định thay khóa cửa. Giọng ca năm 1986 kể rằng fan cuồng có biết được địa chỉ nhà mới của anh và thuê căn hộ cùng tầng của tòa nhà đối diện. Vì vậy, nam ca sĩ không dám bước chân ra ban công vì e ngại cảm giác bị nhìn trộm. Tuy nhiên, sự việc không dừng lại ở đó. Những fan cuồng này còn bấm chuông cửa nhà thành viên JYG trong đêm khuya. Anh kể, tôi đã kiểm tra hệ thống camera nội bộ nhưng không thấy ai. Vì vậy, tôi quay trở lại phòng của mình nhưng chuông cửa lại vang lên. Tôi bắt đầu sợ hãi và mở hé cửa nhìn ra ngoài. Khi nhìn xuống và phát hiện ra chân của một người, tôi lập tức đóng cửa lại và nghe tiếng họ chạy xuống cầu thang thoát hiểm. Thế nhưng cảnh sát lại gạt đi mọi chuyện và khẳng định rằng đó chỉ là chuyện bình thường khi Kim Jae-jung báo án. Sự việc tương tự tiếp tục xảy ra nhưng lần này, fan cuồng không còn bấm chuông mà rung lắc cánh cửa nhà của nam idol. Họ đập cửa mạnh như thể muốn đột nhập vào. Đó là lần đầu tiên tôi sợ hãi đến mức bị tê liệt cơ thể khi đang ngủ, Kim Jae-jung bộc bạch. Thành viên JYG tiết lộ một người hâm mộ quá khích từng xin làm shipper giao đồ ăn nhanh chỉ để tìm ra địa chỉ nhà của thần tượng rồi nghỉ việc. Những hành động quá khích của người hâm mộ khiến Kim Jae-jung phải chuyển nhà 2 năm một lần, thậm chí còn phải mua nhiều xe hơi. Mỗi lần ra ngoài sẽ đi một chiếc khác nhau để fan cuồng không nhận ra. Những điều kinh khủng này đã đeo bám Kim Jae-jung suốt 12 năm khiến anh ăn không ngon ngủ không yên. Thời gian gần đây không có fan cuồng nào làm phiền tôi nữa. Tôi không cần phải chuyển nhà và đã bán hết xe. Cuối cùng tôi cũng được tự do và thực sự vui mừng vì mọi chuyện đã kết thúc. Tôi có thể đi dạo quanh khu dân cư và làm mọi thứ. Dạo này tôi rất hạnh phúc, ngôi sao 36 tuổi nói. Nhiều người cho rằng nam idol đã hết thời nên không được quan tâm như trước nữa. Tuy nhiên với Kim Jae-jung, đây có lẽ lại là điều hạnh phúc. Vấn nạn fan cuồng xâm phạm đời tư thần tượng không còn là điều xa lạ. Năm 2012, làng giải trí xứ Kim Chi từng rúng động khi đoạn clip ghi lại đoạn đối thoại có phần trợ búa mà ba thành viên JYG dành cho fan cuồng. Từ đây, những hành động kinh khủng của các fan cuồng được đào mộ. Từng xông tới tát Jae-jung, cắn định vị GPS, lắp CCTV trong tầng hầm để xe nơi Jae-jung sống, theo đuổi idol mọi lúc mọi nơi. Là một fan K-pop thì không ai có thể quên được vụ tai nạn xe liên hoàn do fan cuồng theo đuổi Super Junior gây ra. Nhóm fan đã đuổi theo và đâm vào xe của Super Junior, khiến năm xe ô tô phía sau không kịp phanh, tạo thành chuỗi tai nạn ô tô tại Singapore.